Hello mọi người, mình là Rin đây. Sáng hôm nay bên Rin về được một lô cá, rất là nhiều cá luôn. Ở đây có đang xả hàng á mọi người, đây là bóng ăn rêu, bóng gắm á mọi người. Cái hôm nay chập Rin xả xong, Rin sẽ làm một clip up lên YouTube để cập nhật cho anh em mình xem nha. Ở đây mình nhá cho mọi người xem trước thôi. Có hải long nè, tôm sexy nè. Còn cả thùng đây nữa. Mọi người thấy đó không? Hình như là cá dao đó mọi người. Tí nữa mọi người ghé YouTube Rin Aquarium xem cập nhật giúp Rin nha. Rin tí Rin sẽ up lên trên đó cho mọi người xem. Tôm hùm, cua quỳ. Có mấy này đặc biệt lắm nè mọi người. Con này là cua strawberry crab. Ở trong cái SPS đó, nó chuyên dọn thức ăn thường, rất là tốt nha. Bắt sâu cho SPS nữa. Đây là tôm lực sĩ, siêu đẹp luôn mọi người.